Pháp lai phi à, tôi làm ăn phi pháp. Chị mà làm ăn phi pháp để tôi lên phường tôi báo. Đừng, tôi bị liệu, hiểu chưa? Chị nói gì làm ăn phi pháp? Không không, hôm nay tôi tới đây á là tôi xin thông báo với ông á là một tin vui và một tin buồn. Không biết ông muốn nghe cái tin nào trước nè? Một tin vui, một tin buồn. Khoan để tôi suy nghĩ. Buồn vui xui tình bạn, ủa không? Buồn vui vui buồn. Buồn hơi vui đi, mệt quá. Vui đi, vui đi. Rồi, tin vui trước. Sao bao nhiêu ngày ăn học, tốt nghiệp đại học, con trai tôi đã được một công ty ở trên thành phố cho đi làm việc. Hay quá, chúc mừng bà. Cảm ơn nha. Không dính gì tới tôi hết. Ê, trời, tình làng nghĩa sớm của mình ở đây nè. Thôi vui vui lây, vui kẻ. Rồi còn gì buồn? Buồn. Buồn là gì? Con bạn, của ông. Để lấy tâm lý buồn. Đó, đó, đó. Nè, ông chuẩn bị xỉu nè. Rồi. Con của ông làm ăn phi pháp. Bà lãng quá, bà nói chung là bà suy nghĩ lại đi, bà nói mà phải suy nghĩ. Ta nói là uống lưỡi 8-9 lần gì mà phải nói, hiểu không? Bà nói tâm bậy tâm bạ không, mà con tôi làm gì mà làm ăn phi pháp. Ông phi pháp hả? Ông nhìn con ông đi. Sao con tôi, trời ơi, nó đẹp rặn rồi mà. Bây giờ tôi thấy luôn, rõ ràng luôn. Sao, sao? Thì ra nó phi pháp, còn ông là phi tang đó. Cái gì? Phi tang phi pháp gì đây? Thì cũng như là nó lấy đồ gian nó đưa cho ông cái này đó, quần là áo lụa bậy bạ hoài trời đất ơi. Bà phải nghĩ, mà suy nghĩ diễn dông gì vậy? Dạ trời, không diễn dông gì hả? Con ông á, ông nhìn kỹ đi. Sao? Ông có ăn học gì đâu mà hả, sao suốt ngày đổi xe này đổi xe kia, hả? Không, nhà của ông á, hả, không không có ăn học nên người ta sao bự không nhà của tôi. Ôi trời ơi. Đó rồi hả, ông mặc đồ thì đẹp hơn đồ của tôi. Chứ bà lãng là gia đình ông là phi tang. Ở trời ơi, bà lãng đó. Cái này bà lãng còn hơn chữ lãng nữa. Trời ơi, tự nhiên người ta giàu có hơn bà, cái tự nhiên ta không cần học mà bà cũng thắc mắc là sao? Ủa, phải học học là mới giàu có hay sao? Ờ đúng rồi, học mới hiểu, hiểu mới làm việc tốt. Còn cái này tự nhiên giàu, giàu vậy là giàu mờ ám, giàu phi pháp. Hết mệt bà quá. Nói chuyện với bà đúng là ông Hạp á. Nói thiệt nha, trong 12 con giáp bà tuổi con cua á, mà nói chuyện ngang như cua. Làm trên sáng sớm gặp bà quá. Khoan. Cái gì? Chứ không phải là chẳng qua thì ai đó đã âm thầm ganh tị với con trai của tôi. Thấy con trai của tôi học đại học, còn con của ông là học đại à, cho nên đâu có bao giờ tốt nghiệp ra trường bà... Cho nên ông ganh tị, hiểu không? Cho nên khi mà tôi nói con tôi học đại học, ông đâu có vui, đúng bà không? Bà đi về. Vậy? Tôi không nói chuyện với bà đó. Nói chuyện bà ngăn vô cua, bà muốn nói gì bà nói, là không có nghĩ trước nghĩ sao cho bà đi về đi, tôi không nói chuyện với bà đó. Tôi thương ông quá, tôi lo cho ông, tôi mới báo lên con ông phi pháp. Mà ông không tin tôi, ok, tôi đi về, rồi ông sẽ sáng mắt, phi pháp. Bà... Để rồi coi, những điều tôi nói có chính xác hay không. Binh con là phách. Má. Ờ, con sao nè Đức, đi làm á tốt không con? Dạ, nắng nôi thì hơi mệt xíu, nhưng mà công việc lúc này cũng đang tốt á. Đó, giỏi nè, nó mát nước nước để dạ. Dặn cho con dạ, nè. Cảm ơn má. Đó, uống nước nè, tắm rửa nghỉ ngơi nha. Rồi má dặn một cái chuyện hết sức là quan trọng nè. Từ dạ, đây má. Về sau nha, cấm tuyệt đối con giao du với thằng Vĩnh. Con ông Chu nghe chưa? Anh Vĩnh, con bắt chú hả má? Ờ, đó. Sao, có ơi. Chuyện gì hả má? Trời ơi, con uống rồi con ngơ ngác lắm, thấy không? Con có biết cái chuyện gì đó, thằng Vĩnh là một cái thằng làm ăn phi pháp. Trời đất ơi, trời má ơi, ai đồn với má tin đó vậy? Trời ơi, cần gì đồn con, con không nhìn thấy không? Đó, tuổi nhỏ xíu à, ha, mà tự nhiên có cơ ngơi nè, có địa vị nè, đó, nhà cửa đất đai rộng rãi như vậy, vậy là phi pháp rồi, đúng không? Tại sao con không suy nghĩ là bằng tuổi con là con đi làm lương ba đồng ba cọc?
phải không? Thì cái đó là cũng là má nghĩ thôi. Nhiều lúc có má nghĩ vậy mà không đúng cho người ta rồi quan cho người ta. Má đừng có nói bậy. Trời ơi lỡ mà không đúng á, má mang tội. Nói tầm bậy tầm bạ, tự nhiên lo xa làm chi vậy hả? Cái giọng điệu của con nói chuyện hết ý chang dừng cha chung vậy đó. Đó, tự nhiên á, cái hả má có cái sự lo lắng cho con ổng. Má qua má thưa chuyện với ổng, trong đó má nhiều chuyện, đuổi má về. Có bực bội không? Ha. Bây giờ nha, con tin không tin đó là có quyền của con. Nhưng mà má cấm con nha, không được qua lại với cái người đó, biết chưa? Rồi má ơi, thì để lúc nào có chừng nào mà má biết rõ chuyện đi rồi má nói, chứ đừng có nói vậy quan cho người ta kỳ không lắm. Má cần ơi, suy nghĩ gì nữa hết, má đã quyết định rồi. Hay là má sẽ chọn một ngày đẹp trời, má thế thiên hành đạo. Gì thế thiên hành đạo là má định làm gì nữa? Thì coi như là má sẽ tố cáo cho nó lên trên pháp luật, là nó đang làm phi pháp, ảnh hưởng với lối xóm mình đó. Má thương con đi má làm ơn đi. Má thương con, má đừng có làm cái gì hết trơn. Người ta làm gì là chuyện của người ta. Trời ơi, đâu phải ai cũng làm ăn phi pháp đâu má. Con à, con cũng thương má, con đừng có cản má đi. Má làm như vậy là tất cả là vì con. Má không muốn là con gần gũi cái thằng đó, nó sẽ lây nhiễm những cái xấu xa cho con, hiểu chưa? Thiệt á, con không biết nói sao với má luôn. Má mà đang nói, má muốn nói ra cái điều đó, giống như má đang hại con vậy đó. Vậy thôi đừng nói. Sao ơi? Được. Ủa, anh Vĩnh. Ê. Đây. Dạ. Chào sao? Anh Vĩnh ngồi lên. Đi qua bên đây. Sao ơi, hồi sáng con đi gặp đối tác rồi đối tác gửi cho con hai cái phần mà thực phẩm mà khô á. Sao lấy Thảo Dạ em thay mặt mẹ em. Cảm ơn anh Vĩnh. Tôi chưa có chết. Gì thay mặt. Con sờ sờ ở đây nè. Xin lỗi nha. Dạ. Của mấy người á tôi không có dám nhận đâu. Má ơi, mấy người cứ đem về đi ha. Và từ đây về sau nữa, yêu cầu đừng bước chân qua nhà tôi, đừng giao du với con trai tôi, gây tai nạn bất ngờ cho con trai tôi, tội nghiệp con tôi lắm. Má ơi, má nói cái gì vậy má? Cứ nói cái gì hả? Bây giờ, có nghĩa tôi nói vòng vòng không hiểu không? Bây giờ tôi nói hoạch tẹt nè. Là sao vậy? Cậu ơi, cậu cũng xinh đẹp quá mà. Tại sao cậu không có chọn một cái nghề nào lương thiện cậu làm? Cậu làm ăn phi pháp làm chi vậy hả? Hả? Đó. Dạ không. Cậu là một người làm ăn phi pháp phải không? Bây giờ cậu về đây rù quên con tôi, rồi con tôi cũng làm phi pháp. Thôi được vậy rồi sao? Má ơi. Yêu cầu bước ra khỏi nhà. Tiện gấp, bây giờ con chịu hết nổi má rồi đó. Giờ con nói thẳng ra luôn nè. Nói đi. Má biết anh Vĩnh là ai không? Dạ con ông Chu. Làm ăn phi pháp. Ai không biết con ông Chu. Nhưng mà cái công việc hiện tại của ảnh, ảnh là sếp của con. Hả? Con là cấp dưới của ảnh đó. Má có nhớ cái đợt mà con lên Sài Gòn con đi làm không? Đó. Có bằng cấp đàng hoàng đi xin việc làm khó khăn lắm á biết không? Hên sao gặp ảnh trên Sài Gòn, ảnh mới nhận con vô con làm kỹ sư giám sát công trình với ảnh. Con mua cái chiếc xe đợt mà con về là tiền của ảnh ứng cho mượn trước đó. Còn đường má còn hết hồn vụ đó má nhớ không? Ủa vậy hả? Dạ. Trời ơi sao nói sớm? Nói sớm gì con nói mà má có nghe đâu? Má chửi người ta cho đã vô. Má biết tại sao mà con giấu má không? Sao vậy hả? Em nói luôn nha anh. Anh không có muốn á, con đi đầu này đầu kia nói. Thì giống như á, nói ảnh là sếp thì người ta sẽ nghĩ là ảnh khoe khoang. Rồi người ta dị nghĩ nó ra nó vô thì nó không tốt. Má hiểu không? Cho nên con giấu luôn tới giờ con đâu có nói cho ai biết đâu. Trời ơi công nhận. Bây giờ mà sao mới hiểu gì mà giống giếm cho nên nó làm cho Sáu hiểu lầm. Cho nên Sáu suy nghĩ lung tung, nó suy diễn bậy bạ. Đó là cái tính xấu của Sáu. Từ bây giờ Sáu hứa với con là Sáu sẽ sửa. Sửa ngay bây giờ luôn. Đó, má làm vậy là má để đức cho con rồi đó. Thằng quỷ này, mày làm như là má ác, má xấu tính lắm vậy. Chẳng qua má bị hiểu lầm thôi. Mà điều giờ quan trọng rồi, sáng tỏ hết rồi. Mà má ấy nấy một chuyện nha. Má phải qua đó, xin lỗi bà Hằng Vĩnh. Rồi sáng giờ tôi gây với ông quá trời luôn á, kiểu như ngại quá. Anh nè, em muốn hỏi anh á, là anh có